những thói quen cần rèn luyện để trở thành một nhà lãnh đạo tốt. Không phải ai sinh ra cũng đã mang cho mình những tố chất của một nhà lãnh đạo tự nhiên. Hầu hết những phẩm chất này đều có thể rèn luyện và học hỏi. Nhưng để có được những tố chất này, bạn phải thực sự cam kết hành động để nó trở thành một thói quen hàng ngày. Ông chủ Amazon nổi tiếng với việc gây ám ảnh cho cấp dưới với các email chỉ có một ký tự, nhưng với lý do rất tận tâm. Làm thế nào để có thể mang lại nhiều giá trị cho khách hàng, cộng đồng và xã hội? Giám đốc điều hành kinh doanh Amazon Jeff Bezos nổi tiếng với việc gây ám ảnh cho các giám đốc các bộ phận cấp dưới bằng các email chỉ có một ký tự, đó là dấu chấm hỏi. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Bezos lý giải rằng khi các giám đốc bộ phận cấp dưới nhận được email chỉ với một dấu chấm hỏi, họ lập tức hiểu rằng ông đang lo lắng về một phàn nàn nào đó của khách hàng. Tôi vẫn có một địa chỉ email mà khách hàng có thể viết thư đến. Vị tỷ phú xác nhận ông không thường trực tiếp trả lời các email này, nhưng đều đọc chúng. Tôi đọc hầu hết, tôi đọc và chuyển tiếp chúng cho các bộ phận giám đốc kinh doanh với dấu chấm hỏi. Đó là cách viết tắt của từ tại sao lại có chuyện này xảy ra của tôi. Ông giải thích, nhận được email như vậy là điều khá phổ biến ở Amazon. Các giám đốc kinh doanh phụ trách sẽ tiếp tục chuyển tiếp email này cho quản lý trực thuộc cấp dưới của mình. Nhiều người nhận được từng chia sẻ với Business Insight rằng, nhận những email thế này là áp lực không hề nhỏ. Những quản lý phải lập tức lao vào tìm hiểu về vấn đề, điều tra và đưa ra những phương pháp và viết email phản hồi. Điều này đồng nghĩa với việc họ có thể phải làm xuyên đêm hoặc cuối tuần để đưa ra kết quả. Jeff Bezos cho rằng, việc có một email để nhận được phản hồi trực tiếp của người mua là cách mà giám đốc điều hành để gần gũi với khách hàng và thay vì chỉ nhìn vào những số liệu báo cáo. Chúng tôi còn rất nhiều chỉ số, khi bạn vận chuyển hàng tỷ gói hàng mỗi năm thì bạn cần có hệ thống dữ liệu tốt. Bezos cho biết vẫn đề cao các số liệu thống kê, tuy nhiên số liệu mà công ty phản ánh một đằng nhưng khách hàng lại nói một nẻo, ông sẽ tin khách hàng. Tôi nhận ra rằng khi có mâu thuẫn giữa những phản ánh và các số liệu thì những phản ánh thường đúng. Đang có sai sót nào đó trong cách mà bạn đo lường chẳng hạn, Bezos nói. Ông chủ Amazon tuyên bố lý do đằng sau hết cho những email một ký tự chính là giá trị cốt lõi của công ty kinh doanh. Nỗi ám ảnh của khách hàng, thường thì các công ty kinh doanh luôn nói rằng họ tập trung vào khách hàng, nhưng họ thực sự bị ám ảnh bởi đối thủ cạnh tranh và dành hầu hết năng lượng của mình để lo cho việc cạnh tranh. Nếu toàn bộ tư duy công ty kinh doanh của bạn bị ám ảnh bởi đối thủ cạnh tranh thì khó mà tạo động lực nếu bạn đang dẫn trước họ. Trong khi đó, khách hàng lúc nào cũng tỏ ra không hài lòng, bất mãn và mong muốn nhiều hơn. Do vậy, cho dù bạn đang đứng trước đối thủ bao xa thì bạn vẫn mãi đứng phía sau khách hàng. Chính họ mới là người kéo bạn về phía trước, tỷ phú giàu nhất thế giới nhận định. Những nhà lãnh đạo xuất sắc luôn cam kết tìm ra con đường để tự cải thiện mình, mọi lúc, mọi nơi. Không vấn đề gì, tình trạng của bạn hiện tại ra sao, bạn vẫn có thể tốt hơn. Và đó là điều tuyệt vời. Thói quen có thể thay đổi, hãy tìm ra cho mình một hướng đi mới, tập trung vào một vấn đề, đề cao cảm xúc và luôn hướng tới phía trước. Một nhà lãnh đạo thành công là luôn luôn không ngừng học hỏi và phát triển bản thân. Thực tế thì nếu bạn tìm không đúng thầy để thờ, không đúng sách để đọc, không đúng bạn để chơi sẽ làm bạn kéo dài thời gian đi đến thành công, thậm chí làm bạn thay đổi theo chiều hướng xấu hơn. Khi bạn trở thành dần tốt hơn mỗi ngày là khi bạn đã xây dựng cho mình được một thói quen có ích. Những lãnh đạo xuất sắc nhất liên tục học hỏi, tự sửa mình, trưởng thành và phát triển. Và cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã theo dõi đoạn video clip trên kênh của Lê Chí Linh. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video, chúng ta hãy bấm vào nút subscribe. Và hãy nhớ bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video của Linh. Và đừng quên share đoạn video clip này trên tường Facebook cá nhân của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.